Đây cháu Tô Tùng Lâm sẽ đọc bài thơ Nàng Tiên Ốc. Nào con đọc cho mẹ nghe nào. Nàng tiên ốc có xương, ngày xưa cống bà già nghèo chuyên bò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó viên viết xanh, không giống như ốc khác. Bà thương không muốn ăn, lại để vào trong chuông, rồi bà lại đi làm. Trước khi về ở lại, sàn nhà sao sạch quá, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh hoa, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà ngồi nói chuyện đó, thì thấy một lần tiên chui ra ở chung nước. Bà lại liền ý mà đập vỡ vỏ ốc xanh, rồi ôm lấy nàng tiên không cho chui vào nữa. Hai mẹ con từ đó rất là yêu thương nhau. Cần gì nữa nhở? Hết rồi. Hết rồi á? Thế con chào đi nào. Chào. Ừ. Goodbye. Goodbye. See you again. See you again. Yeah. Con nằm xuống đây con ơi. Con nằm xuống 5 cây, xuống 5 cây, xuống 5 cây. Lại mẹ bảo lại nói thầm, bóng lên lại đây mẹ nói thầm.